Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Sau khi gần 60 quan chức từ chức, bao gồm trong nội các và trong đảng bảo thủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 7 tháng 7 đã đồng ý ra đi. Phát biểu bên ngoài dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing, Thủ tướng Johnson cho biết ông rất buồn vì phải từ bỏ công việc tốt nhất trên thế giới và cho rằng chính phủ còn nhiều việc phải làm. Ông thừa nhận mong muốn đảng bảo thủ có người lãnh đạo mới và nước Anh có thủ tướng mới. Thời gian diễn ra cuộc bầu chọn người kế nhiệm sẽ được công bố vào tuần tới. Đáng chú ý, ông Johnson nói ông có ý định tiếp tục giữ chức thủ tướng cho tới khi đảng bảo thủ bầu được lãnh đạo mới. Ngay trước tuyên bố của ông Johnson, hai cựu bộ trưởng Anh giấu tên nói với tờ Guardian rằng ông nên rời đi ngay và để phó thủ tướng Dominic Raab tiếp quản. Làn sóng từ chức trong chính quyền ông Johnson được châm ngòi vào tối 5 tháng 7 với sự ra đi của Bộ trưởng Y tế Sajid Javid và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Johnson dường như biến mất trong vòng 24 giờ hỗn loạn nhất lịch sử chính trị Anh khi tân Bộ trưởng Tài chính Najib Jahawi, người vừa được ông Johnson bổ nhiệm hôm 6 tháng 7, kêu gọi ông từ chức ngay sau đó. Ngay sau khi ông Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ, đảng này đã khởi động cuộc tìm kiếm người kế nhiệm. Theo quy định của Ủy ban 1922, cơ quan giám sát được bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ. Các ứng viên phải được đề cử bởi hai nhà lập pháp của đảng bảo thủ và không giới hạn số ứng viên. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh Tom Tugendhat hôm 7 tháng 7 trở thành ứng viên đầu tiên tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử cho ghế lãnh đạo đảng bảo thủ sau khi Thủ tướng Boris Johnson thông báo từ chức. Trong một quan điểm trên Daily Telegraph, Tugendhat nói muốn xây dựng một liên minh sâu rộng trên chính trường Anh, mang đến sự khởi đầu mới mẻ cho đất nước. Dù quyết tâm tranh cử ghế lãnh đạo đảng bảo thủ, ông vẫn muốn giữ quan hệ tốt cùng những người trung thành với Thủ tướng Boris Johnson. Tôi đã phục sự đất nước trong quân ngũ và giờ là trong quốc hội. Tôi hy vọng có thể một lần nữa đáp lời hiệu triệu với vai trò của Thủ tướng, ông viết. Giới quan sát nhận định, Tugendhat là chính trị gia có lập trường cứng rắn về quan hệ với Trung Quốc. Ông còn nhiều lần chỉ trích cách chính phủ Anh rút quân khỏi Afghanistan trong hỗn loạn vì phụ thuộc quá nhiều vào sự hiện diện quân sự Mỹ tại quốc gia Trung Á. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.